Hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi tiết lộ với truyền thông về mối quan hệ giữa cô và bạn trai sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, cũng như phản ứng của nửa kia khi cô trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World 2025. Huỳnh Trần Ý Nhi hé lộ, bạn trai đã gọi điện chúc mừng, hỏi thăm cảm xúc của tôi khi biết tôi sẽ thi Miss World lần thứ 72. Bạn ấy chia sẻ niềm vui đó cùng tôi một cách khá phấn khích. Bạn ấy cũng hơi bối rối vì chưa biết sẽ giúp được gì cho tôi ở hành trình này, nhưng với tôi những lời chúc mừng và cổ vũ đã là giúp tôi rất nhiều rồi. Đề cập đến vũ khí lợi hại khiến Hoa hậu Ý Nhi tự tin nhất khi tham gia đường đua Miss World 2025, cô chia sẻ, đó là chiếc SAS, giải băng đeo, phóng viên, Việt Nam. Chiếc SAS chính là điều khiến tôi tự hào, tự tin và có lẽ đây cũng chính là lợi thế khi tôi đến với Miss World lần thứ 72. Vì giải SAS Việt Nam đã được bạn bè thế giới trân trọng, được cộng đồng yêu quý các cuộc thi nhan sắc trên thế giới đánh giá ngày càng cao trong những năm gần đây. Và không thể không nói đến tình yêu của cộng đồng yêu nhan sắc Việt dành cho giải SAS Việt Nam trên các đấu trường nhan sắc thế giới, họ luôn dành sự cổ vũ nhiệt thành nhất cho những đại diện nước nhà. Tất cả những điều này đã giúp tôi có nhiều động lực, tự tin bước tiếp trong hành trình này, Hoa hậu Ý Nhi bày tỏ. Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023 vào ngày 22 tháng 7. Người đẹp sinh năm 2002 là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đêm đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi ban đầu làm hài lòng số đông cộng đồng yêu nhan sắc bởi cô được nhận xét sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 79-59-89cm cùng kỹ năng trình diễn tốt. Người đẹp gốc Bình Định cũng là hoa hậu hiếm hoi công khai có bạn trai gắn bó được 6 năm ngay sau đêm đăng quang. Mối tình của tôi đã kéo dài được 6 năm chứng tỏ cả hai có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Khi tôi tham gia Miss World Việt Nam 2023, bạn trai đã hoàn toàn ủng hộ để tôi có thể tỏa sáng, toàn tâm về cuộc thi và ngày hôm nay tôi đã đoạt danh hiệu cao nhất. Được biết, bạn trai Hoa hậu Ý Nhi tên là Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 2002, sinh viên Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đương kim Miss World Việt Nam 2023 từng cho biết bạn trai hiện tại là mối tình đầu của cô. Người đẹp sinh năm 2002 cũng khẳng định cô không hối hận khi tiết lộ chuyện riêng tư với công chúng, hạnh phúc khi có chuyện tình đẹp với bạn trai. Trước thắc mắc từ cộng đồng yêu nhan sắc về thân thế bạn trai Hoa hậu Ý Nhi có phải là đại gia hay không, người đẹp gốc Bình Định cho hay. Tôi và bạn trai đều là những học sinh giỏi, học sinh gương mẫu của lớp, luôn luôn chú tâm vào việc học tập. Đến tận lớp 12, tôi mới có mối tình đầu và bạn trai là người đã theo đuổi tôi rất kịch liệt. Sau đó, chúng tôi mới xác nhận mối quan hệ tình cảm. Bố mẹ của bạn trai tôi đều là giáo viên tại trường cấp 2. Những thông tin này tôi đều công khai và tôi không có gì giấu giếm để cho mọi người có cái nhìn khách quan. Được biết hiện tại, đương kim Miss World Việt Nam 2023 đang du học ở Úc tại trường Đại học Sydney trong khoảng thời gian 2 năm, từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026. Dù không còn ở Việt Nam tham gia các sự kiện giải trí nhưng Hoa hậu Ý Nhi vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Người đẹp sinh năm 2002 cũng giữ kín chuyện tình cảm, tập trung vào việc học tập và làm thêm tại Úc. Mới đây, đại diện đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, công bố Hoa hậu Ý Nhi trở thành đại diện của Việt Nam dự thi Miss World 2025, Hoa hậu Thế giới. Từ Úc, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ về mục tiêu của cô là chiếc vương miện Miss World. Đó cũng chính là động lực to lớn, thôi thúc tôi tập luyện chăm chỉ rèn luyện, học tập mỗi ngày để mình hoàn thiện nhất khi đến với Miss World lần thứ 72, mỹ nhân gốc Bình Định bày tỏ.